Welcome tất cả anh em trở kênh DHG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game Triều Sư thì video mình soi cũng như hướng dẫn qua cho anh em các tính năng hoạt động từ ngày 34 đến hóa 6. Đầu tiên từ 34 đến hóa 6 thì nó tiếp tục với cái hoàn trả quay phần trăm cao đợt sau thì nó sẽ là quay tướng. Anh em nào mà theo dõi nhóm cũng biết rồi đấy. Mình quay 100 lần ấy, chỉ được vào top 100 thôi. Đây mình đã quay thêm 3 lần nữa, cố gắng kiếm cái top 50. Vì cái top 100 ấy chỉ được có 5.000 thôi. Mở top 50 ấy được 8.000 thôi, hơn 3.000 kim cương. Tính ra mình quay thêm 3 phát làm 3k kim cương cộng thêm một ít vé quay cũng ổn em ơi. Đây bảng xếp hạng này. Đây hiện tại thì mình đang top 21 đến 50. Quay 103 lần. Đây mình top 46 em ơi. Phần trăm ga vẫn đánh nhá. Chắc là gần qua ngày mình phải canh em ơi. Để top 50 100 này. Đến tận top 58 quay 100 lần. Top 100 bên server mình quay 45 lần. Đây anh em có thể thấy server mình chơi khá đông. Tính ra S1 cũng phải tầm khoảng 150 đến 200 người chơi. Tiếp đến ngày thứ 36, đúng rồi 36 thì nó ra cái sự kiện lễ hội bí kíp nhá. Bí kíp là bảo vật em ơi. Đây ngày mai khi ra sự kiện mình đã chọn ngay ô ấy. Mình nhớ cái trước ấy, không hôm nào mình chọn trong ngày, tức là mình bị thoát mất ba cái vé quay nhá. Đây 23 cái này. Đợt này chắc chắn là mình tích rồi. Cái này một là anh em tích đến cái mốc 70, hai là em tích đến cái mốc 40. Đây cái mốc 70 này anh em sẽ được chọn một cái bảo vật cam, cộng với anh em sẽ được thêm cái bảng xếp hạng nữa. Đâu nhỉ, bảng xếp hạng đâu rồi? Quà kim cương này, shop ưu đãi này. Đây em ơi, anh em mở tích 70 lần phải không thì anh em sẽ được vào top 21 đến 50, được thêm một tí nguyên liệu. Kim cương thì bỏ qua đây, quá ít luôn. Tính ra cái đợt này nguyên liệu hơi cùi nhở. À đâu, nó được cái mảnh tím này cũng bình thường. Cái chắc là mình vẫn tích đến 40 rồi quay nhá. Anh em tích đến 70 được một cái ca này cũng được à. 300 lần được một cái đỏ. Cái game này cái báu vào đỏ kiếm cũng không có đâu. Anh em chăm ấy đánh cái gì nhở, đoạt bá vương này, một tháng là em sẽ làm hơn cái bảo vật đỏ. Em cứ chăm đánh là được. Đây shop vương giả này, đây mình đã mua một cái và hiện tại mình đã có 11k rồi nhá, chỉ còn thiếu có 12k hơn nữa là mình sẽ đủ thêm một cái báu vật đỏ nữa. Nói chung là game này anh em nông dân ấy chơi đấu giải ấy, là mấy cái báu vật kiểu gì cũng kiếm thôi. Đây mình đã có một cái đỏ rồi, giờ kiếm thêm thì mình tăng sao. Để cố gắng lên sao cao xong rồi thức tỉnh nữa. Thức tỉnh ấy nó gây thêm cho cái team hỗn độn 15% phải ấy. Đây mình có một cái gần 5 sao rồi. Cái con game này anh em lưng bảo vật có thì là tạch nhá. Đây như này phải không, lưng lên 5 sao nó có 50% thất bại này. Đây tinh linh này, dạo này arc này mình không chăm lắm nên là arc rất là thọt luôn. Ngày hôm trước mình còn định ấy chúng sinh tất cả tướng mình dồn được 3 con, giờ đánh nhau sấp mặt luôn. Bây giờ mình chỉ có dồn 3 con vào ô ly cộng với con đóng băng thôi. Phe này update được có thêm thiên phú khá ngon này. Còn về con ga kéo kia mình lên tiếp con này nhá. Đây nó mở thêm thiên phú này, đây mình xem nó thiên phú là gì nhá. Nếu mà ngon ấy thì chắc là mình sẽ chơi này. Đó, khi rảnh là mình sẽ xoay qua mấy con tướng mới này. Thêm cho mục tiêu giảm công à. Giảm công mục tiêu. Nội tại bỏ qua đi. Tăng thêm sát thương bạo trong bao hiệp. Cái thứ tư này. Công thường kèm 3 anh hùng công cao nhất phe ta. Trị liệu à. Cuối cùng tăng nội tại bỏ qua đi. Thế ra cái nội tại cũng bình thường em ơi. Cũng không có gì đặc sắc. Và em chú ý cho mình nhờ mấy cái tính năng nó update mới nhá. Tự như cái câu cá này. Em nhớ nhá, 12h05 đến 12h20 em cố gắng on để câu. Đây mình lại quên em ơi, lại quên nhá. Chắc ngày mai mình thử đặt chuộc một hôm để mình đánh mới được. Mình nhớ nó có cái tính năng gì nhở,
Mình nhớ sau lớp nó có thêm một cái tính năng đấu kim cương, được rất là nhiều kim cương luôn. Nhưng mà như đánh vào thứ bảy chủ nhật thì phải nhờ. Mình cũng không lý nữa. Để có thêm cái viễn trinh, anh em kiếm thêm một tí nguyên liệu. Nói chung cái game này nguyên liệu rất là nhiều luôn. Đây hiện tại việc quay mình đang được 1.700 rồi. Đợt sau chắc chắn là mình sẽ làm bốc 2K em ơi. Và em chú ý thêm cho mình cái sự kiện là tuần nhá. Và em chú ý cho mình cái sự kiện tuần trong cái phúc lợi đấy. Tiếp tục nó đến cái mèo thần tài em ơi. Hình như từ cái lần này nó sẽ lặp đi lặp lại mấy cái từ đầu game nhá. Mình nhớ cái thần tài xong đến cái khiêu chiến nhanh này. Khiêu chiến nhanh xong đến cái treo thưởng thì phải nhờ. Còn anh em nào nhớ không? Nếu anh em mà nhớ thì cứ bình luận ở dưới video cho mình. Để em chú ý nhá. Ok, cuối video chắc là mình sẽ soi qua cho anh em mấy cái tính năng sự kiện ngày hôm sau.